Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2018. Hôm nay là ngày đầu tháng của tháng 7 thì Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một tháng mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Thành Quốc Thành Luân hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn mông ăn tây Louis bằng gỗ gụ gồm 8 ghế, một bàn dài và chữ nhật hàng sửa được từ gỗ Thành Luân. Chúng tôi là anh cho này ra chỗ kia trả đi em cái vào đi bụi đó. Trên hình quý vị đang thấy đây là bộ bàn ghế ăn gồm có 8 ghế một bàn rất đẹp. Chào đấy, đưa tay này, đưa tay lên chào đấy. Chào. Bàn này chúng tôi là bàn 4 chân rất to, dài rộng bàn kích thước 2m17 và rộng 1m. Và những chiếc ghế này toàn bộ đều nét được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là độc chạm thủ công. Và những cái màu này là chúng tôi là làm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Yêu cầu Thành Luân chúng tôi là làm màu y hệt như này. Màu này là màu dạng gỗ ốc chó. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cái mẫu ghế ăn này thì để mà nói về khách hàng nào đã về nhấc thử cái ghế của chúng tôi rồi sẽ thấy được là chúng tôi làm cực kỳ là dày dặn, là không tiếc gỗ và toàn bộ đường nét hoa văn này là được đục chạm thủ công rất tinh xảo và sắc nét. Sau chúng tôi đục hai mặt. Kia giơ tay lên, giơ tay chụp ảnh nào. Chúng ta thấy đây, cái kia đây. Mọi thông tin chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Và ngoài bộ gỗ vụ ra Thành Luân chúng tôi còn các cái bộ gỗ hương, gỗ mun, gỗ cẩm và rất nhiều các mẫu mã đang được trưng bày tại cơ sở của Thành Luân. Quý khách nào có nhu cầu có thể về trực tiếp cơ sở của tôi để chiêm ngưỡng và tham quan. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chủ nhân của bộ bàn ghế ăn Louis này là của anh khách hàng anh Hảo, anh ở Hà Nội. Thành Luân xin chào quý khách trong những video clip sau.